Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125 2019. Một cái bản nâng cấp siêu đẹp của một cái dân chơi xứ biển. Từ trước nay đã có rất nhiều bản đồ về cái dòng là quay 125 dọn kiển xuất hiện rất nhiều trên kênh chúng tôi. Thế nhưng bản đồ hôm nay phiên bản miền biển theo cái cảm nhận của mình là chất nhất từ trước tới giờ. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Các bạn cùng chúng tôi xem qua clip bên dưới đây. Cái phần dây yên đã được hai dòng minh theo cái style của Thái với cái phần chỉ đỏ cực kỳ đẹp mắt, tạo ra cái sự nổi bật trong từng góc cạnh dù là nhỏ nhất trên con xe. Không còn lạ lẫm với những bạn xem bộ cụm mà anh Phan này sử dụng chính là cái cụm của Rainbow Access to lớn nên đã lấy đi một cái phần kèn áo của con xe. Phía trên là cái bít bình dầu Rainbow nhỏ nhỏ tích hợp cái nắp CC thì đến từ Island. Kế tiếp là bộ cụm Domino đèn kết hợp cùng với coca đỏ giúp rút ngắn hành trình đi ra trên chiếc xe để bay nhanh hơn. Tất cả các món chi tiết trên đều có sự nhẹ nhàng đã cướp đi của người chủ 7 triệu đồng. Nhìn xuống dàn chân ta thấy ngay cái dầu heo kết hợp cùng heo dầu Rainbow 4 mít để xứng. Giá trị của chú heo dầu này kèm luôn cái phát là 4 triệu rưỡi. Được bắt vào phục trước thông qua cái phát heo dầu làm bằng cái liệu nhôm nguyên khối. Bên cạnh là đĩa đồ chơi đi cùng việc ốc inox tăng thêm cái sự sáng bóng nơi phần dàn chân. Ở dụng chứng minh điện nhôm cái style của Thái luôn phù hợp với các chi tiết đồ chơi trên con xe. Các chi tiết như combo titan được thay mới giúp chiếc xe tăng thêm cái chút thẩm mỹ và giá trị. Ngay cả cái phần ốc 15 lửa và cái cần số cũng được tháo ra cho xe trông gọn gàng nhất có thể. Cần số nhôm thì đến từ Katech. Điểm nhấn rất đẹp của con xe chính là cặp phục Quest X bình dầu lì trên đến từ Thái Lan, sản xuất với cái tổng chiều cao là 330 mm, phù hợp rất nhiều dòng xe ở dụng hệ thống cho đầu. Tuy nhiên do kích thước lò xo phục hơi lớn nên người chủ phải bóng bụng cắt khoét dàn áo một tí để không làm cả cứng cây phục. Trong phục này hiện nay có mức giá lần 2 cũ, bên cạnh là bộ cấp nhôm nhẹ theo cái style của Thái cùng với cái sân trần cho xe trông lực gọn gàng nhất có thể. Và đây là một cái cặp đôi trắng khoe dáng trong cái chiều nắng. Sắc Bajami dọn rất đẹp của một cái chàng trai miền biên giới. Số chứng minh cái chiếc JS siêu khủng nhưng anh ta đã còn có một cái chiếc nữa là Sắc Bajami đã được nâng cấp rất nhiều về chất để cho chiếc xe cực kỳ tinh tế khi xe ở trên phố. Phần đầu rất to lớn này càng trở nên ấn tượng hơn khi được trang bị cái phần tay thắng Rainbow Access. Đây là một trong những món đồ chơi cực kỳ hữu ích vừa làm kiển giúp chiếc xe kiểm soát được hành trình phanh trước nhẹ nhàng, êm ái và mạnh mẽ hơn. Lựa chọn cho mình cái kính gùi CC chính hãng của Ý. Tuy nhiên, để làm cái điều mới lạ hơn, người chủ đã minh thêm cái phần chân kính tiêu chuẩn của con xe. Để không có quá nhiều thay đổi, người chủ đã tận dụng cái cụm cò Rainbow Access để biến em ấy thành cái cánh tay trái rất đắc lực, kết hợp cùng với gió là kiểm soát cái bộ phần sau. Cái dàn chân sau thì đồng bộ hơn với dụng cho mình cái đĩa của Maxi được sản xuất kèm cho SH 300mm độ nên cũng không cần phải chế cáo lòng đĩa hay bất cứ một cái tiểu tiết nhỏ nào. Bên cạnh còn dầu heo chữ K được bấm đục CNC khá là tốn kém, kết hợp cùng heo dầu Rainbow Bridge 4 bit để xứng, mức giá hơn 10 triệu đồng một con. Hai thở sử dụng cho mình cái bộ Android kết hợp cùng với cái phục Olim bình dầu rời, phiên bản dành riêng cho SH 300mm sử dụng với cấu tạo là bình dầu siêu to khổng lồ. Kết hợp cùng hai món đồ chơi này với nhau sẽ làm nên cái sự cân đấu con xe về mặt thẩm mỹ cũng như khả năng vận hành là êm ái, nhẹ nhàng, quy lực hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến này, để trực tiếp nhớ like và subscribe.